không ăn dị tăng đề kháng tránh bạo cytokine. Ăn đa dạng cá tôm, cua, thịt đỏ, thịt da cầm, tăng cường hoa quả và rau xanh, uống đủ nước, kết hợp với tập thể dục giúp bạn tăng cường miễn dịch và nhanh hồi phục. Theo cuốn COVID-19 sách chuyên khảo dành cho nhân viên y tế và các bác sĩ bệnh viện bệnh viện đới trung ương biên soạn, chế độ ăn đầy đủ, cân bằng và đa dạng thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ miễn dịch, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như là rút ngắn thời gian điều trị. Bệnh nhân cần ăn cân bằng giữa thực phẩm chứa protein động vật và thực vật. Tăng sử dụng cá, tôm, cua, đậu đổ, ăn thịt đỏ 1-2 lần một tuần, thịt da cầm 2-3 lần một tuần. Ngoài ra hàng ngày nên ăn 250g quả, 300g rau. Chú trọng chất béo không bảo hòa trong cá, quả bơ, hạt, dầu ô liu, đậu nành, dầu hướng dương, dầu ngô. Hơn là chất béo bão hòa có trong thịt mỡ, dầu dừa, kem, phô mát, mỡ lợn, bơ thực vật. Tránh thực phẩm dầu chất béo công nghiệp như là đồ chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, đồ chiên rán, pizza, bánh nướng, bơ thực vật. Hạn chế thực phẩm nhiều đường như nước ngọt, nước trái cây, siro, hạn chế uống rượu bia. Bổ sung nước đầy đủ ít nhất là trên 2 lít nước mỗi ngày, điện giải natri, kali, magie do nước giúp vận chuyển chất dinh dưỡng và các chất trong máu, điều hòa nhiệt độ của cơ thể. Người bệnh COVID-19 có thể có tổn thương thận và bạo cytokine si gây đa điệu, tăng thải natri, kali, magie. Tình trạng chán ăn cũng làm giảm lượng thức ăn và nước uống vào, lại đeo khẩu trang liên tục, làm giảm cảm giác khác nên cần chủ động bổ sung nước thường xuyên. Người bệnh cũng bổ sung một số vitamin là chất chống oxy hóa như vitamin E, vitamin C, beta carotene. Những vitamin này đã được chứng minh là giúp tăng số lượng tế bào T, tăng hoạt động của tế bào NK, tăng khả năng miễn dịch với bệnh cúm. Tuy nhiên hiện chưa có đủ dữ liệu khẳng định vai trò cải thiện diễn biến bệnh và tiên lượng của bệnh nhân COVID-19. Beta carotin có nhiều trong khoai lang, cà rốt, rau lá xanh. Vitamin C trong ớt đỏ, cam, dâu tây, súp lơ, xoài và chanh. Một nguồn lớn vitamin E đến từ dầu thực vật, đậu nành, hướng dương, ngô, ốc chó, các loại hạt và súp lơ. Người bệnh cách ly ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có thể dẫn đến giảm sản xuất vitamin D. Trong khi đó, vitamin D tham gia bảo vệ đường hô hấp, giảm sản xuất cytokine, tiền viêm nên giảm nguy cơ cơn bạo cytokine, dẫn đến viêm phổi do đó f không cần bổ sung vitamin d qua cá gan lòng đỏ trứng sữa và sữa chua một vi chất khác cũng có tác dụng tăng cường miễn dịch là kẽm những thực phẩm giàu kẽm nên có trong chế độ ăn như là hầu thịt đỏ hạt bí vừng và đậu cách ly kéo dài tại nhà nhiều f không dành phần lớn để ngồi nằm và xem tivi làm tăng cân giảm khối cơ và sức mạnh của cơ hoặc tăng trầm trọng, trọng hơn các bệnh mãn tính Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân nên tập luyện thể dục thường xuyên từ những việc rất đơn giản như đi lại, nâng các vật dụng, leo cầu thang, dọn vườn hay chơi thể thao và tập yoga, nên tập mỗi ngày 30 phút để duy trì sức khỏe và chỉ số khối của cơ thể mình. Em không phải nhập viện điều trị hồi sức thời gian dài mất khối cơ và chức năng cơ là vấn đề phổ biến. Vì vậy trước khi ra viện, bệnh nhân cần được sàng lọc và đánh giá để phát hiện nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính. Các bác sĩ khuyến cáo người bị suy dinh dưỡng cấp tính nên tiếp tục sử dụng chế phẩm dinh dưỡng cao đạm, cao năng lượng ít nhất 1 tháng sau ra viện. Trường hợp không bị suy dinh dưỡng thì nên bổ sung dinh dưỡng vào bữa ăn hàng ngày, thêm 2-3 bữa phụ một ngày, bao gồm sữa, sữa chua, hoa quả trong ít nhất 2 tuần.